lúa, cánh đồng lúa của làng tôi là nói thật là không được mùa, được mùa lắm, nhưng mà nói thật là cái giá là nó tăng hơn mọi năm. Còn nói thật là năm nay đồ nông thôn là gặt mùa vụ này là vào đúng cái chầu lắng nóng, là nông thôn bà con chị em là rất vất vả. Đường hột thóc nói thật mồ hôi trên đổ mồ hôi dưới, quá vất vả. Nó cũng được giá hơn mọi năm nên bà con cũng phấn khởi đôi chút. Có vất vả một chút thấy phấn khởi ấy.